chúng con là đoàn thập chỉ liên tâm của Việt Nam đầu năm 2018 đến viếng thăm cụ như hàng năm. Chúng con là đoàn thập chỉ liên tâm của Việt Nam đầu năm 2018 đến viếng thăm cụ như hàng năm. Năm nay là báo cáo với cụ là phương pháp mà chúng con đã thừa kế của bà đã được phát triển nhiều nơi trên thế giới cũng như trong nước. Ở Việt Nam thì và Hà Nội đã có hàng nghìn học viên học theo phương pháp thập chỉ liên tâm. Và ở trên thế giới thì năm 2017 vừa qua thì đã tổ chức được nhiều nước ở châu Âu và đã phát triển qua đến tới bên Mỹ, rồi Úc, và năm nay là đầu năm nay sẽ tiếp tục tổ chức lớp ở Hawaii và Nhật. Đồng thời ở các nước mà châu Âu á, thì năm nay báo cáo với bà tại vì muốn phát triển phương pháp tốt đẹp hơn và càng ngày mạnh mẽ hơn, cho nên năm nay là sẽ tạm thời không xuất ngoại để mà củng cố cái bộ môn thập chỉ liên tâm của Việt Nam. Như vậy là bà cũng an tâm là cái phương pháp của bà đã được truyền đi khắp nơi, cái điều mà từ trước tới nay chưa có ai mà làm được. Thành thử bữa nay là báo cáo để cho bà thấy vui lòng và xin chúc bà là luôn luôn là hộ trì luôn luôn và giúp đỡ chúng con để phát triển bộ môn. Xin đa tạ và tri ân. Đây, bây giờ là đến cái phần của các anh em ở trong đoàn, thì là mọi người là nói lên cái mong ước, nguyện vọng của mình để được bà hộ trì. Bây giờ bắt đầu từ phía anh Bảy. Hôm nay chúng con cũng tới đây để thăm viếng cô, cũng như là để mong cô luôn luôn hướng dẫn để cho mọi người nghiên cứu, học tập một ngày được tốt đẹp hơn và giỏi giang hơn, và giúp đỡ được, phục vụ được nhiều người. Năm 2018 thì chúng con xin cụ hộ trì cho sẽ phát triển tập chỉ đạo mạnh mẽ hơn,
ví dụ như là có thể sẽ liên kết với các tổ chức của Việt Nam và trên thế giới, ví dụ như là tổ chức Hội Chữ Thập Đỏ hoặc là các liên hiệp hội, để làm sao cho phương pháp đến càng nhiều người dân càng tốt ạ? Cơ may là được làm chung với vị người con biết được bà, năm nay là năm thứ hai con được lên đây, con cũng mong là bà phù hộ độ cho anh em trong thập kỷ được phát huy ngày một rộng hơn. Rồi không biết nói em rồi. Rồi thôi, năm nay thì mình có cái kết hợp với cái giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hy vọng rằng là qua được cái hội này sẽ giúp được cho đồng bào và bà con được nhiều hơn. Tỷ. Rồi nói đi. Rồi thì bây giờ nói mày cầu xin đi tỷ rồi bà nói bà cho liền. Ông bà đồ trì và làm sao cho đá tập đá Diệu Kỳ đến nhiều nơi nhất. Dạ, đá Diệu Kỳ đến nhiều nơi nhất. Đúng rồi. Rồi vỗ tay. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.